Như Việt Thảo đã nói, Việt Thảo rất thích ăn ở hip hop, và các bạn khi đến ăn cũng sẽ thích như Việt Thảo. Và cái thích hơn nữa, nếu chúng ta được làm chủ của một cái nhà hàng hip hop thuộc hệ thống nhà hàng franchise của người Việt Nam làm chủ. Yeah, I like it. Các bạn ơi, trong khi xem video clip của Việt Thảo, khi nào thuận tiện nhớ subscribe hay là đăng ký channel YouTube của Việt Thảo. Nhé. Yeah. Hello các bạn, hôm nay mình đi Chinatown ở Hawaii, là một trong những Chinatown có lâu đời nhất của Hoa Kỳ. Hầu như người du khách nào đến Hawaii cũng đều đi ghé qua Chinatown. Mà hầu như người Việt Nam nào ở Hawaii đi chợ cũng ghé qua Chinatown. Mà trong Chinatown không phải là của người Hoa không nghe, trong đó có nhiều người Việt Nam làm ăn buôn bán trong đó nữa. Cho nên sáng nay mình đi Chinatown. Đến đó ăn cái gì hay coi cái gì cùng đi với Việt Thảo. Dạ. Yeah. Đi thôi. Đó, đây là Chinatown nè. Cũng giống như hệt nhau à, phải không? Ở đâu cũng vậy hết á. Bây giờ đường phố đi vòng vòng hết đó Thọ. Vòng vòng đây là Chinatown hết luôn. Nó mấy block đường, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái. 8 block đường. Nhưng mà block nhỏ chứ không đến lượng lắm phải không? Ok, 8 block đường để tạo thành một cái Chinatown này. Người Việt Nam nhiều phải không? Người Việt Nam nhiều lắm luôn. Kim Hải nè, cái gì Kim An nè. Nhưng mà nhiều khi tên Việt có khi người Hoa hay là người Việt có Hoa không? Dạ không, cả mấy cái này là tên Việt. Rồi, người Việt còn... bây giờ đầu tiên đi, đầu tiên mình sáng là chưa ăn sáng. Ồ, Sài Gòn Vietnamese Cuisine. Dạ. Ủa cho mấy tiệm nổi dọc cái chỗ này nhiêu? Một Rosary Asian Hồng Jewelry. Ánh Hồng luôn. Ánh Hồng Vietnamese Restaurant right here. Yeah. Rồi Kim An, Kim Hải. Ô, cái dãy này Việt Nam không à, bị ăn gì anh Hiệp? Không biết, anh Hiệp không biết. Thọ ăn gì Thọ? Thọ muốn ăn gì? Vâng, bún ăn vịt. Mình ăn bún ăn vịt ha? Dạ. Bên ăn 7 tiệm ha? Sure. đi ăn bún ăn vịt. Dạ. Hello, chào bà chủ. Hello, dạ. Dạ, xin chào. Cô tên gì? Dạ. Tên gì? Tên Phượng. Tên Phượng, em là chủ ở đây? Dạ không. Không dạ. Phải chị chủ đâu. Hello. Chị chủ phải không? Còn không phải luôn rồi, không sao. Dạ. Không sao. Bây giờ ăn bún măng vịt được không? Dạ được. Rồi, cảm ơn. Rồi à, Thọ ăn bún măng vịt à, Hiệp ăn bún măng vịt luôn không? Ăn gì? Chưa biết phải không? Để coi cái menu. Anh Hiệp không biết ăn bún măng vịt. Có nước mắm nè, chả lụa, chả quế, gà vịt, bắp chuối. Ủa? Không phải. Kim An Vietnamese cuisine. Có cơm, có súp, cơm tấm, rau cải. Muốn ăn gì? Phở. Hiệp không biết ăn bún măng vịt thiệt hả? Ông cơm gà Hải Nam không? Phải bún bò Huế. Cơm gà Hải Nam. Rồi. Dạ xin chào. Ok bây giờ nè. À, dạ xin chào. Dạ. Dạ. Hiệp ăn cơm gà Hải Nam đúng không? Hai cái bún vịt, hai cái bún măng vịt, một cái cơm gà Hải Nam.
Rồi. Xin tính tiền trước là bao nhiêu? 24 vịt 26, cơm gà 12 nữa là 38 đồng ạ. 38 đồng. Đưa 40 được không? Dạ được. Dạ. Rồi, xin cảm ơn nhiều. Dạ, dạ. Ok. Ăn sáng đầu tiên nha, ăn bún măng vịt ở tại Chinatown ở Hawaii. Yes. Bữa nay ăn đã thì phải à. Sáng tới giờ là anh mới dừng chân ngay quán này. Dạ không, ở đây 6 bữa rồi. Nhưng mà sáng nay mà. Sáng nay là quán này đầu tiên. Ok. bữa nay đi Chinatown mà. Anh ở đây là 6 ngày. Dạ. 7 ngày rồi. Yeah. Yeah. Dạ xin chào, xin chào. Dạ. Dạ. Ôi là mỗi người được dĩa vậy đó hả? Để coi dĩa nào có phao câu. anh muốn cái phao câu à. Dạ dạ thôi được không có, cứ để vậy. Phải làm đặc biệt mới được. Cảm ơn. Đẹp quá. Nhờ thỏ cho mình nhanh cái hả? Chụp hình với mấy cái dĩa này. Ấy chờ mấy cái tô bún kia nè. Còn bún nữa phải không? Còn nước nữa, dạ. Yep. Ăn hết mới được đi ha. Rồi, hai một phút. Một phần tư thôi chứ ăn hết rồi. 7-8 chỗ thôi đi. Dạ cảm ơn. Dạ dạ dạ. Rồi. Xin cảm ơn. Dạ. Nè, đó, chụp cho mình cái nha. Yes. Yes. Yeah. Rồi ba. Ngang cái. Dạ. Rồi. Rồi cảm ơn. Đổi lấy này đi. Tự nhiên thấy dĩa này nó ngon hơn nè. Ô dạ xin cảm ơn. Dạ dạ. Ăn mời ăn. Nha, nhìn một cái tô bún măng vịt. Nó đã rồi. Chưa ăn thấy đã. Nóng hen, màu sắc hành hành phi, có huyết, có măng. Ở đây là vịt chặt mà để lên trên ghém luôn. Không có nóng. Thịt vịt lạnh vậy đó, lạng đúng đó. Nhiều chỗ không biết hâm nóng nóng ấm ấm là ăn kỳ cục lắm. Miếng gan nè. Trong nó mắm gừng. Ăn đi thoại, ngon quá. Ồ, thứ mũ không. Ồ, nóng đã quá. Tức là thọ đã ăn đây rồi nhiều lần. Rồi. Và biết chỗ này ngon. Như vậy bữa nay sướng rồi. Chỗ nào thọ ăn món gì ngon biết là mình vô mình ăn món đó. Yeah. Cho nên đây là Kim An phải không? Kim An là vô ăn bún măng vịt ngon. Nhưng mấy cái khác cũng ngon tại mình không có ăn thôi. Đúng không? Rồi đọc lượng phao câu không? Bình thường người ta không dọn phao câu đâu. Bình thường không có dọn phao câu đâu. Trời ơi, dọn miếng vịt đã đời luôn ơi. Cái này phần đùi nè. Ông này là chồng của cô kia. Cơm gà. Dạ cơm gà của anh Hiệp. Dạ. Xin cảm ơn. Với chụp hình dĩa cơm gà anh Hiệp nha. Ừ.
Dạ. Yeah. Đó bữa nay thì sau khi qua cái loạt phóng sự ở tại Hawaii gì với cái tên là Người Việt trên đảo thần tiên Hawaii thì mọi người thấy anh Hiệp có kêu phần ăn và anh Hiệp sẽ ăn chung với anh em, là tại vì lần này phóng sự mình không phải tập trung chỉ đi quay riêng biệt một cái quán ăn, cho nên anh anh Hiệp mới cùng ăn chung với anh em. Và khi mà quay đủ hình ảnh rồi là anh ngưng ăn sau đó quay để mình đi tới cái phần kế, đúng không nào? Còn khi mà mình quay, nếu mà ăn riêng một cái bữa ăn hết món này món khác, anh Hiệp sẽ phụ trách quay từ đầu tới cuối, thì lúc đó anh Hiệp không ăn, tại anh mắc quay mà, anh phải ăn trước hoặc là ăn sau, hay là trong lúc dừng lại thì mới ăn. Còn bây giờ là quay đầy đủ hình ảnh là anh Hiệp có thể ăn được. Rồi, xin chào anh Diệp Thảo. Rồi, xin chào. Dạ. Được anh tới đây ăn thưởng thức có bún ăn vịt. Bữa ngày đầu tiên. Đầu tiên đến Chinatown chứ, thì ý cái quán đầu tiên. Dạ. Bữa nay đến Chinatown thì cái quán đầu tiên ăn là Kim An. Dạ. Mà nhờ Thọ. Với lại hên lắm, đậu chiếc xe ngay trước quán Kim An luôn. Ồ, dạ. Rồi ăn đậu, nó vô đây hỏi ăn gì, nói bún ăn vịt. Dạ. Là Thọ biết ở đây ngon nữa. Dạ, Thọ thì cũng tới đi ăn cũng già làng là cũng quen, đi ra ngoài cũng gặp bên Thọ cũng quen hàng xóm. Em tên gì? Dạ, em tên Minh. Dạ. Mình cảm ơn Hương Minh ha. Dạ, cái chị trẻ trẻ đẹp đẹp phải vợ em không? Dạ, bà xã của em. Bà xã tên gì? Bà xã em tên Lo. Chào em. Dạ. Rồi cảm ơn em rất nhiều, ngon quá. Dạ, ăn được không anh? Dạ, ngon. Cái cách trình bày đẹp mà ăn ngon nữa. Dạ, cảm ơn. Dạ. Cảm ơn nha. Dạ. Và hy vọng là anh sẽ thích cái vùng này tới thường xuyên. Mục đích giới thiệu cho mọi người biết cái Chinatown. Dạ, cảm ơn. Dạ, dạ. Dạ. Tới đây mình ngừng được ha, ăn tới đây ngừng đi. Dạ. Lý do đó là nếu mà nhìn như vậy á tưởng không ngon, không phải nha, rất là ngon luôn, nhưng mà bữa nay đi chuẩn bị ăn tệ lắm, phải 7-8 tiệm, cho nên nếu mà ăn hết một cái phần này không cách chi quay nổi, đúng không? Thành ra nhớ nha, nhìn đây đừng nghĩ rằng nó là không ngon, ngon nha, phải nói thật ngon. Tiệm này là có trên mười mấy năm rồi, nhưng mà anh Nhịn Tuấn hả, anh Minh chủ mới đó, sang đời được 5 năm. Nói rằng làm giàu thì không có, nhưng mà sống qua ngoài rất khỏe luôn. Bán đông khách, bán được thức ăn ngon, không có nhiều, mười mấy hai chục món, nhưng mà món nào cũng độc đáo hết. Chỉ có điều là cái overhead nó lớn quá, ở tại Chinatown mà. Cái tiền chi phí, tiền nó đủ thứ hết, cho nên không có thể nào làm giàu làm có với một cái tiệm như này được. Bây giờ thì mình tiếp tục đi. Tiếp tục đi nữa ha. Dạ. Bây giờ tùy duyên đi, đi tới đâu hay tới đó. Chinatown. Dạ. In Hawaii. Let's go. Oh, để tiền tiếp. Quên. Hồi nãy mình trả tiền rồi đúng không? Ok. Let's go. Ok đi. Minh ơi. Chị cảm ơn nha. Dạ, em cảm ơn. Bye nha. Rồi. Ok. Dạ, cảm ơn. Ok. Gặp lại nhiều khi đi một vòng hồi đang bún mắm. Cảm ơn em. Dạ. 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 Xin chào. À, ở đây là Kim An phải không? Anh Hồng bán gì? Ồ dạ, ô xin lỗi. Ồ gì, vô trong chụp luôn. Dạ. Phải bao nhiêu qua đây làm show à? Đi làm phóng sự về người Việt thu hình, dạ. Okay, có cần hai người chụp chung không? Dạ. Để người khác chụp anh Hiệp. À chụp. Có nhiều các bạn ở đây là vui lắm. Ok nha. Dạ.
Thank you. Dạ, cảm ơn. Dạ, dạ. Cảm ơn. Xin phép. Dạ. Dạ được. Em lấy cái máy tình cảm ơn. Cảm ơn nha. Ăn ngon, ăn ngon. Dạ, xin phép. Dạ dạ. Ăn ngon nha. Dạ. Ốc xin lỗi. À, anh Hồng Ban nổi tiếng vậy gì? Dạ. Anh Hồng Ban nổi tiếng cái gì? Em thì vô đó em ăn bún bò. À, bún bò Huế. Bên này bún bò Huế. À, Kim Hải. Kim Hải là tiệm vàng. Đi đi, đi một vòng đi. Đi vòng nha, đi vòng. Dạ. Này giống như một cái rosary. Yeah. Yeah. Nó là supermarket thu gọn thôi, phải không? Y như Việt Nam mình gọi là tiệm tạp hóa đó. Yeah. Yeah, tiệm tạp hóa. Hả? Là nhà hàng thôi chứ mày. Bốn nhà hàng thì nó thôi. Bán cái gì? Bán cái gì? Phở, bún, cơm, bánh cuốn gì cũng được. Chúc đi, chúc đi. Đi tiếp. Hả? Không quá. Mình ăn sáng rồi thì mình đi thôi. Chứ tại vì mình không phải mục đích là chỉ đi giới thiệu món ăn. Cho nên mình ăn sáng rồi mình đi. Tùy duyên đi, gặp đâu ăn đó. Nhưng mà mình cho biết là ở trong có nhiều nhiều quán Việt Nam, thì nhiều hàng nhà hàng Việt Nam lắm. Dạ. Ở đây mình ha. Ngộ ha. Nó có những cái grocery mà Việt Nam mình coi như là tiệm tạp hóa đó, bán đủ thứ luôn. Thì chính người Việt Nam ở Hawaii khi mà đi chợ cũng đi Chinatown để mua đồ ăn, chứ đâu còn đâu nữa đâu. Dạ, yeah, chỉ tập trung vòng vòng như vậy. Mà người bản xứ luôn nha. Yeah. Chào chú. Dạ đó đó, dạ. Đây là cơ xưởng làm mì. Dạ. Ồ, oh, trái cây. Đẹp. Sắp hai cái thương đông á. Đâu có phải là một chợ đâu, nhiều chợ lắm luôn đó. Mà cứ mỗi một chợ đông người đi chợ để tập trung về đây thôi mà. Đi ngã nào thỏ? Không biết. Phía bên đây là dàn trái cây đúng không? Dạ, trái cây rồi. Ô, oh, cái chỗ này là xe không có chạy, cái chỗ này mình đi bộ thôi. Ừ. Gần như chỗ nào mà bày sạp được thì bày, trong tiệm thì trong tiệm, bày ra được được cứ bày, nghe có chỗ là bày, mà bán được cái gì thì bán. Chứ không phải là chuyên về cái món đó không. Không, cái chỗ này giữa chuối tôi bán chuối không nha. Hay là chỗ này tôi bán riêng trái cây không có. Trái cây bán luôn khoai nha, bán tập qua được cứ bán. Cái gì bán được là bán, đúng không? Dạ. Dạ. Ồ, oh, ngộ quá. Ngộ quá. Ừ. Đi dọc sàn trái cây nha. Có nhiều phần lớn là của Hawaii trồng không phải không? Dạ, ở đây toàn đồ lúa của miền Trung. Dạ. Hai giờ tháo. Hai lô giờ tháo. Dạ, xin chào. Ủa anh qua nào đó? Dạ, qua được 6 ngày rồi. Ở 6 ngày á. Dạ. Ở đâu mà đi chợ đây? Dạ ở đây. Ủa vậy hả? Nhưng mà tại sao mình không đi vô, thí dụ như nó có cái supermarket lớn không? Có, nhưng mà ở đây mình cần cái đồ mình xài nhiều hơn. À. Cái đồ mình xài. Thí dụ chợ Đại Hàng có không?
có chợ Nhật mình, chợ qua có nhưng mà nó không đủ bằng mình lại đây. À đi đây nó tiện hơn. Nó tiện hơn, nó đủ mà tươi luôn. Nó tươi luôn. Dạ. Bởi vì đâu phận vậy ta chọn đó rồi. À, nên nó có sẵn. Mình ra đây mình mua đủ thứ hết. Em cần trái cây có trái cây, cần gì có cái đấy. Dạ. Dạ. Rồi ở đây nó mở từ lúc mấy giờ tới mấy giờ? À, 6 giờ chắc bắt đầu tới 3 4 giờ. Dạ. Với lại ra đây là để ăn đồ ăn cho nó dễ không? Ăn dễ luôn, tiện đủ thứ ăn. Cảm ơn. Dạ. Ồ có trái cây nè. Ôi trời ơi, cái trái bự dữ không? Lê chì. Thôi, ủa thôi chạy dạ. Mất nữa. À đây, ăn thử được không? Dạ. Thử nha, thử đại nha. Tại trái bự ngon quá nè. Thử một trái nha. Rủ người ta có đầy thì chịu nha. Dạ. Không mấy mình trả tiền không thôi? Chưa. Dạ. 4.99 một phao. Con mắt vàng thấy rõ, để xuống liếc coi có ai dòm không. Bây giờ cho Thọ ăn miếng nha. Em đang canh me thì ai dòm không? Ừ, không cho Thọ ăn miếng nha. Yeah, can buy don't worry. Yeah, how much is this? It's okay, you try. Yeah. Bây giờ Thọ ăn miếng với anh. Biết chi không? Đặng có gì nó quánh Thọ luôn. Anh ăn mình đi đưa quánh. Ồ, trái bự quá. Cái bự quá, muối bự quá, thấy không? Cái hộp có nhỏ xíu à. Oh, nice. Hộp nhỏ xíu à. Đây, cái hộp nhỏ thiệt nhỏ luôn nè. Dạ. Yep. Cái hộp có chút xíu rồi. Dạ. Nó không có chua nhỉ. Ngọt ngon lắm. Đương nhiên trái dải á, nó hơi chua nhẹ ăn chút có, nha. Ngon ngon. Để mua một cái mình xách đi ha, nhưng mà xách đi thì ngồi nặng này quá. Xíu nữa, chút xíu mua mua. À, nhưng tại mình mới ăn trái tính mua đi luôn á. Không, không phải mua cho mình ăn, mình lỡ ăn trái mình có mua không? Không sao. Không sao phải không? Sí. Ngon. Good. Ngon, it's been good. Oh, nó có cái lẻ đây. The same, right? Same price, yes. All right, thank you very much. Thank you. Yeah. Okay, mình đi. Chắc có lẽ mình mua đi. Mua một trái, hai trái gì mình cũng mua đi. Wow, trời. Ui, sorry. Oh, cái củ năng nè. Củ gì anh ta? Củ năng. Củ năng được gọt ăn nó giòn, nó mát. Yeah. Củ năng giòn mát lắm. Dạ. Yeah. Rồi. Nhiều lắm, còn vô đây đồ ăn của Việt Nam mình. Ủa bên này á hả? Nhỏ, à cái này food court. Trong này là food court, dạ. Yeah. Đậu rồng nè. Ở đây có bán đậu rồng nè. Yes, yes. Ăn ngon lắm. Dạ. Yeah. Ô bán luôn hải sản. Yeah. À. Cô ơi. Bán cho năm. Ôi trời ơi, ly chia ở đây đầy hết trơn nè. Dược thảo. Nè, ngộ gì bây giờ mình bán cái gì? Ở đây bán cái gì? Tức là bán đủ thứ hết chứ không phải riêng trái cây hay là riêng cá. Dạ. Yeah. Đây nè, qua quay tìm này nè. Anh qua hồi nào vậy? Dạ qua mấy bữa. Dạ. Đó các bạn thấy nha, ở đây đó không phải là bán riêng thí dụ như hải sản cá không, hay là bán trái cây không, hay là bán bắp thức ăn, bán đủ hết nha, cái gì bán được là bán hết. Bắp này bao nhiêu trái? Hả? Một đồng 25 trái. Ăn không? Ồ, đã quá. Dạ. Nóng quá, bây giờ mua một trái nha. Dạ, dạ. Chị ơi. Chị ơi. Cái khác giữa cái này với cái trái này là chỗ nào? Tại này nó thấy có tím tím. Nhưng mà giống hệt nhau phải không? Cái nào cũng dẻo. Có người thì nó bắt màu dẻo hơn. Nó bắt trắng nữa.
Một đoạn 25 đúng không? Dạ. Nè em trai. Dạ. Ăn nửa trái nè Thọ. Bắp nếp nhẹ của Việt Nam. Cái này bắp nếp nhẹ của Việt Nam. Bắp gì? Bắp nếp nhẹo. À, bắp nếp dẻo của Việt Nam. Đúng rồi. Mình dẻo được. Dẻo lắm luôn. Dẻo nên là của Việt Nam mình. Dịp qua đây. Ngon quá. Nó ngon. Tại nó nóng nữa. Dẻo ha. Dạ. Dẻo như thế nào. Bắp này mình trồng ở đây hay là Việt Nam nhập vô? Việt Nam nhập vô. Anh cho biết không? Ngon quá. Tới tiền, ông xin lỗi. Dạ, được rồi. Được rồi. Tính tiền. Để anh ăn thử. Anh thử coi nó như thế nào, nó phải khác cái bắp trắng không? Nó là bắp dẻo mà. Dạ. Bắp dẻo ngon lắm. Thảo cắt tiền cho đi Thảo. Thôi được, đi gửi, Nhiều chứ em lấy ít, em lấy đâu. Dạ được, đang lấy nhiều. Dạ thôi, cảm ơn. Dạ được rồi, không sao. Xin trái ly chi thôi. Trái bự nè, thử không? Thử trái. Cái chai vải bự quá luôn. Ngọt quá, ngọt ngon. Ngọt ngon, dạ. Lấy thêm nữa đi ăn. Dạ không, dạ ăn chơi một chút thôi. Cảm ơn nhiều nha. Dạ. Cái mình nhếng á. Đây là cái vi lục diêm vương. À ha. Diêm vương bọc cái lục diêm đó. Như cá này từ đâu? Cá tươi mình đem vô. Dạ không, cá này là cá rô đông lạnh của bên Taiwan. À ha. Cá pompano này là của China. Còn cái milkfish đó cũng là của Taiwan. Mà ở đây là gian hàng của Philippines. Dạ, gian hàng Philippines. Như vậy thì trong cái Chinatown không nhất thiết là phải chỉ người Hoa, không phải của người Hoa, mà trong đó có người Việt, có người Philippines, có nhiều sắc dân buôn bán ở trong này. Đó tạo thành không phải là, đúng là phải là International Town thì đúng hơn. Dạ. Nhưng mà tại vì quen gọi vậy, vì nó có lâu đời mà, coi như so với Mỹ là một trong những Chinatown lâu đời nhất luôn. Cho nên gọi Chinatown là gọi Chinatown. Nhưng China không có nghĩa là China, mà China là có nhiều sắc dân trong này. À, cái hay là chỗ đó. Dạ, tiếp tục ha. Ôi trời ơi, trái cây quá trời. Ô. Dạ. Dạ, xin chào. Chào. Anh Thiện Thảo. Dạ. Đang để cái chú ở đây trẻ quá chú ăn luôn. Dạ được. Cứ quay tên viết từ từ. Dạ được, dạ được. Bác cho anh xong giờ đổ lại chú hả? Ông đi về luôn. Đâu? Điện thoại đâu? À, ra mượn điện thoại coi. Không thì. Không may em bác ơi, chụp với bác chị Thảo thôi, chị Hoa Hoa Lan. Để đi. Kè nó chụp đây, con chụp cho mẹ. Rồi, đứng đâu? Đứng ngay chỗ trái cây phải không? Dạ. Đứng quảng cáo mà. À, Tiết qua đây đứng chút coi. Tám. Đâu cần phải làm gì đâu. Làm. Cái này ngon lắm á. Lợi dụng triệt để luôn à. Lợi dụng triệt để luôn. Quảng cáo mà. Lợi dụng triệt để quảng cáo cái cây mà. Dạ. Ok, vậy xong ha. Anh tính lại đây anh thu hình ăn trái cây ở đây. Nhưng mà em đã chụp quảng cáo rồi, thôi mình khỏi thu hình. Không có. Đó trái cây đây anh cứ quản đi. Dạ không.
Dạ không, dạ cảm ơn, dạ thôi. Dạ không, dạ không, cảm ơn. Dạ không có. Dạ. Không được rồi, cảm ơn, cảm ơn. Dạ xin chào. Dạ. Có dịp lại qua đây vậy? Dạ đi qua để thu hình những cái chỗ trái cây đó. À vậy. Dạ dạ dạ. Dạ. Cái vú sữa năng. Cái vú sữa năng được chưa? Đâu có trái nào chín, có nơi chín. Chín hết á, trái nào? Chín hết. Bây giờ em mời người ăn trái. Dạ không, để muốn mua bây giờ cái này là bán ký hay bán phao hay là bán sao? À một phao. Vậy lấy cho anh một phao vú sữa lửa trái ăn liền được nha. Dạ. Vô đây, vô đây. Dạ. Má mày chạy đâu rồi? Dạ. Nó giải này em tự chồng nè, em tặng anh một chồng được không? Dạ không khỏi, dạ anh muốn, dạ, dạ thôi, dạ thôi anh mua chút sữa mà. Dạ không, dạ không anh muốn, dạ không, dạ không, dạ không. Dạ. Dạ không, dạ không. Anh mua chút sữa thôi, dạ cảm ơn, cảm ơn. Dạ, dạ, dạ. Dạ 6 đồng. Ờ nãy anh đưa nhiêu? Đưa 6 đồng. À dạ cảm ơn, dạ. Chỉ làm quá mình quýnh hết trơn. Để ăn thử, ăn thử. Thôi. Được không? Vô đi. Cái này là cầm đây luôn không hay là dạ, ở đây? Dạ, ở đây không, ở đây. Locally grown away. Uh-huh. Nhiều người ở trong đất liền nha, muốn kiếm trái vú sữa không dễ. Phải chờ bên Florida đưa qua. Mà bên Florida thì có thể đưa vào các tiểu bang khác được, nhưng riêng Cali không đưa vô được. Hầu như muốn có cái vú sữa tươi ở Florida, anh em mang lậu vô không à. Chứ trên nguyên tắc không được. Nhưng mà ở Hawaii thì có trồng ở tại nơi đây. Đi du lịch đi, qua Hawaii, đi ăn vú sữa. Không cần phải đi xa xôi nha, Hawaii được rồi. Dạ. Ngon quá. Ngon quá. Em có cây dao cho anh Thảo mừng cây dao. Dạ cảm ơn. Thường là cái giò này đó, để cho cái sữa trong nó có nhiều. Chứ nhiều khi nó nằm im đó, nó dính lại với nhau. Ăn cũng được, nhưng mà giò nó nhiều sữa hơn. Tráng ruột rất ngon. Thấy chưa? Ngon quá. Cái này mà mình có cái muỗng mình múc đó, ăn dễ hơn. Dạ. Yep. Ngon quá. Thấy thì nó đơn giản như vậy, nhưng muốn ăn trái vú sữa tươi không phải dễ nha. Không phải chỗ nào cũng có. Nhưng mà riêng Hawaii không dám hứa nha, mùa nào cũng có, nhưng mà thường xuyên đều có hết. Ghé vào Chinatown, ở nơi đây rất nhiều người Việt Nam buôn bán khắp nơi. Họ sống không có thể nói rằng tôi ở Chinatown tôi buôn bán làm giàu làm có, nhưng đời sống qua ngày không dùng chữ đắp đổi, tương đối ổn định. Và đây cũng là một trong những nơi đã tạo nên cái cuộc sống cho người Việt Nam đã gắn bó với Chinatown trong suốt bao nhiêu năm rồi. Tiếp tục nha, mình đi tìm nữa coi những nơi nào có người Việt Nam gắn bó với Chinatown. Đến ngày hôm nay chúng ta đi giáp một vòng Chinatown cho biết. Dạ. Cảm ơn nha anh em. Cảm ơn nha. Dạ. Thai food. Thai food. No. Philippines. Filipino. 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 Which one do you think is good?
the pork adobo. You create the pork adobo in the Phnom Penh. That's the pork? Yeah, okay. The pork adobo. Which one is traditional Filipino food? Pork adobo and the pork adobo. Uh-huh. And this one, it's we call pinapaitan. Mm-hmm. Let me see which one I like. Or this vegetable. Hả? Yeah. Muốn ăn gì? Em hả? Em ngó thôi là đủ no rồi. Ăn cái gì ăn miếng à? Ăn cái gì ăn miếng hả? Hả? Ừ. À, anh Hiệp, ăn gì anh Hiệp? No. Không, chỉ có anh muốn ăn gì được. Cái này canh hú qua nè. Đúng không? Đúng vậy. Muốn ăn thử canh hú qua còn nấu khác Việt Nam mình sao? Yes, yes. Can I try this one? This look like Vietnamese soup. Yeah, cái trái khổ qua đó. Yeah. Just one order. Oh, you want to? No, no, for me, I eat right here for one order. This one, soup only. Just the soup. Oh, yeah. One order. I want order. Yeah, 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 yeah. One order. Yeah. How much is that? $5. Yes. Rice. Yes, please. Also $6. Yeah. Also the total how much? $6. $6. Yes. Yes. And you try also the pork at I'm sorry. The pork at Too much to me. Right. Yeah. Để coi được không? Oh, that's advertised. You make advertised? I make you famous. Oh yeah. And a lot of Vietnamese come here. They will eat this food. Oh yeah. All right. Is there any you want that chili fish pepper? Sauce or chili pepper? Yes, please. Yes, please. Okay. Hope you like it. That's enough. Thank you. Okay. This is the vinegar. Mm-hmm. That's a fish sauce, right? Yeah. Yeah. And the Philippines pati. Mm-hmm. Do you like balut? Yeah. Thank you so much. Yeah. Uh-huh. It's all right. Okay, that's all right. Yeah. Yeah. What are we doing? Okay, yeah. Is it okay? Cần phải ngồi bàn, ha? This is beef, right? Yeah, with the bile. Beef with the bile. How the taste? A little bit better, yeah. Nó khác hơn cái canh khổ qua của Việt Nam mình. Canh khổ qua của Việt Nam mình đó là bằng thịt heo hay tôm thịt heo rồi mình có thể làm cái ruột ở trong cái nhân hay là mình xào khổ qua với lại trứng hay là mình xào với thịt, cái đó là tùy mình cách mình ăn. Nhưng mà cái canh khổ qua của người Philippines bán ở trong Chinatown thì nấu bằng thịt bò, chẳng hạn như là miếng lá sách nè, lòng bò nhá. Dạ. Lần đầu tiên được Thảo ăn nha, nó thơm cái mùi canh khổ qua nhưng cái nước nó đã hơn nhiều lắm. Cái nước canh hôm qua mà nấu bằng thịt heo á, nó fresh lắm. Nhưng mà cái bò nữa nó có thơm mùi, mùi bò đậm đặc luôn, rất là ngon. Lần đầu tiên nha các bạn, lần đầu tiên ăn. Nếu đến với Chinatown, đến với cái tiệm S&J cà phê, đi vòng vòng gặp hết à, thử ăn coi. Lần đầu tiên tôi mới chọn thử món mà ăn thiệt là ngon. Thấy không? Thử ăn cái giấm, giấm tỏi đó không? Ồ, giấm hành, hành giấm. Chua quá, chua quá.
đó thì là ở với mình em cái là vừa đó thì hi, want something? Very good. Rất ngon. Vừa rồi khi Việt Thảo ăn đó, có một người đi tới kế bên. Họ nói cái gì mình cũng không hiểu. Đó là một trong những người mà gọi là vô gia cư đó, homeless ở tại Hawaii, và đặc biệt là tập trung phần lớn ở Chinatown. Tại nơi đây đó, cái người du khách nhiều, người bản xứ cũng rất là nice, họ có thể xin ăn, họ có thể có miếng ăn, hoặc là họ có chỗ ngủ, chỗ nghỉ, ăn rất thuận tiện trong cái điều kiện thời tiết tốt ở Hawaii. Mình không thể ăn hết được, ăn hết nó no quá, nhưng mà mỗi một cái dân tộc, mỗi một cái văn hóa nó có cái truyền thống về cái thức ăn nghe khác nhau. Người Philippines cũng vậy, đi đâu cũng vậy, họ cũng mang theo cái văn hóa ẩm thực của Philippines. Và đặc biệt ở Chinatown này có như đa văn hóa, nhiều sắc tộc, nhiều sắc dân ở đây và nhiều loại thức ăn khác nhau. Cho đến với Chinatown mình có thể thưởng thức được nhiều thức ăn của nhiều sắc dân trên thế giới, nhất là đặc biệt là châu Á của mình. Yeah. Thank you so much. I cannot eat all. It's full. Yeah. Thank you. Very good. Thank you very much. Yep. Thank you. Mình đi nữa nha. Đi đâu bây giờ? Bên đây bán gì ta? À, bên đây bán cũng giống bên này. Bên này bán cũng giống như bên này. Dạ. Thấy nguyên cùng cá chiên muốn ăn. Bây giờ mình đi nữa, đi đâu hả? Như Việt Thảo đã nói, Việt Thảo rất thích ăn ở Hip Hop, và các bạn khi đến ăn cũng sẽ thích như Việt Thảo. Và cái thích hơn nữa, nếu chúng ta được làm chủ của một cái nhà hàng Hip Hop thuộc hệ thống nhà hàng franchise của người Việt Nam làm chủ. Yeah, I like it. Hoang mang khi có thân nhân bị trục xuất, lo âu khi rơi vào hoàn cảnh ly dị, đau đớn khi bị tai nạn xe cộ, bối rối khi phải đương đầu với các thư kiện. Tất cả những gì liên quan tới pháp luật, xin quý vị hãy để tổ hợp luật sư Nguyễn và Phạm lo cho. Tổ hợp luật sư Nguyễn và Phạm là nơi hội tụ rất nhiều luật sư giỏi kinh nghiệm. Chúng tôi đã từng hoàn thành xuất sắc các vụ kiện mà những văn phòng khác đã từ chối. Tổ hợp luật sư Nguyễn và Phạm sẽ đem lại quyền lợi thiết thực cho quý vị. Các bạn ơi, để đáp lại yêu cầu của các salon, những nơi làm nail muốn có những cái màu sắc mẫu mã mới đẹp dành cho khách hàng, nó phải có một sự thay đổi. Để đáp ứng lại cái yêu cầu đó, CNC Gel đã cho ra 4 cái collection trong năm 2018. Đó là Party Collection, London Collection, Bling Bling Collection và Platinum Collection. Party Collection với những màu sắc
tươi trẻ, vui tươi cho những party, những event, những nơi vui lễ hội. London Collection với những màu sắc của mùa thu và mùa đông giống như bầu trời của London Anh Quốc. Bling Bling Collection với những màu sắc tươi trẻ, sống động của giới trẻ. Và Platinum Collection với những màu sắc sang trọng, quý phái, lộng lẫy, rực rỡ. Việt Thảo muốn được hân hạnh giới thiệu 4 collection của CNC Gel đến với tất cả quý vị trong ngành nào. Các bạn, những người Việt Nam trên toàn thế giới có dịp đến Mỹ, ghé vô California, phải ghé miền Bắc California, ghé vô San Jose và đặc biệt Việt Nam Town. Ở nơi đây có cơm New Cali hương Việt. Ở nơi đây các bạn sẽ được thưởng thức hương vị của quê nhà, không cần nấu cơm ở nhà, và thưởng thức được cái văn hóa ẩm thực của người Việt Nam tại hải ngoại. Việt Thảo muốn được hân hạnh giới thiệu cơm New Cali hương Việt ở tại Việt Nam Town, San Jose. Đấy các bạn, chỉ có tại Việt Nam Town ở San Jose là có cơm niêu Cali hương Việt, là có cơm niêu như thế này, cơm niêu trái nha. Các bạn ơi, thời gian càng qua mau thì tuổi già càng ngày càng chồng chất, trí nhớ càng ngày càng suy giảm và sức khỏe cần phải hồi phục. Cho nên chúng ta nên uống mỗi ngày sữa dê GAW. Sữa dê GAW là tổng hợp của 3 loại sữa goat milk, almond milk và walnut milk, đã tạo nên hương thơm ngào ngạt khi mình uống nó. Ở trong cái sữa dê GAW có chứa nhiều chất dinh dưỡng giúp cho người uống tạo được sức đề kháng, tăng cường sinh lực, hồi phục trí nhớ, làm đẹp cả làn da và mái tóc của mình. Ở trong sữa dê GAW đã chứa hơn 35% chất calcium so với sữa bò. Cho nên, sữa dê GAW sẽ giúp tăng chiều cao cho trẻ em, ngăn ngừa bệnh loãng xương cho người già, rất tốt cho người bị dị ứng với lactose và thích hợp cho những ai không uống được sữa bò. Nếu uống sữa dê GAW mỗi ngày, Việt Thảo tin chắc một điều, nó sẽ tăng cường sinh lực cho giới trẻ và hồi phục sức khỏe cho người già. Sữa dê GAW, Made in USA, nên uống mỗi ngày. Hôm nay, Việt Thảo muốn bảo vệ sức khỏe của các bạn. Bây giờ qua anh Đăng là dược sĩ nè, yeah. Anh cho một kiến thức để mọi người chấp nhận được tại sao mình phải dùng Kangen Water. Thì Kangen đó, tiếng Nhật dịch ra đó là Return to Origin, trở lại nguồn nước nguyên thủy. Mà đây là máy điện giải đã chứng nhận là một dụng cụ y khoa tại Nhật Bản, được chấp thuận bởi 6.500 bác sĩ đến Việt Thảo. Đầu tiên là trong những cái nước suối đó có khả năng là chống oxy hóa. Đặc tính thứ hai là trong qua quá trình điện giải, máy nước này sẽ làm những cụm phân tử nước nhỏ lại 4-6 lần. Và đặc tính thứ ba trong cái nước Kangen này là có độ nhiệt cao. Còn đó là Kangen Water, nước tinh khiết, tinh chất, uống để trừ tránh bệnh hoạn, bệnh tật như uống bình thường. Xin quý vị hãy liên lạc Jennifer và Anpira ở số điện thoại là 714-833-8738. Jennifer lúc nào cũng sẵn sàng để giúp đỡ quý vị có một cái máy Kangen Water theo như ý muốn. Quý vị nhớ, thay đổi nguồn nước là thay đổi cuộc sống. Kangen Water, the best water on earth. Cảm ơn các bạn đã xem chuyện minh lệ của Việt Thảo. Nhớ subscribe hay là đăng ký channel YouTube của Việt Thảo và nhớ nhấn vào cái chuông để cho nó báo cho mình biết khi có video clip của Việt Thảo mới upload lên trên YouTube. Cảm ơn các bạn. Nhớ nghe subscribe hay là đăng ký channel YouTube của Việt Thảo.